Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ của kênh VTC14. Sáng sớm nay thì rãnh thấp có trục ngang qua Bắc Bộ tiếp tục mang mưa dông đến cho các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, bao gồm có Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang với lượng từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên là mưa giảm nhanh và hiện tại thì toàn miền trời có nắng nhưng không quá gay gắt. Mức nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 34 độ, một vài nơi thì chạm ngưỡng là 35 độ. Từ chiều tối đến đêm nay thì giải mưa dông có điều kiện để hoạt động mạnh dần và mang mưa cho toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Đợt mưa này được nhận định là còn kéo dài sang cả sáng ngày mai và lặp lại trong đêm mai và sáng ngày thứ Bảy. Trong cơn dông thường tiềm ẩn những hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét và có gió giật mạnh. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày thì trời vẫn có nắng. Từ trưa chiều ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật thì vùng thấp nóng ở phía Tây phát triển mạnh hơn, là nhiệt độ cũng tăng nhanh, vùng Trung Du và Đồng Bằng sẽ có nắng nóng trở lại với mức nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ngưỡng là từ 35 đến 36 độ. Ở khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm qua và sáng sớm nay thì những cơn mưa dông cục bộ xuất hiện khiến cái nóng ngày hôm nay dịu xuống. Nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng là 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên thì nắng nóng vẫn diễn ra ở trên diện rộng. Tuy nhiên là cường độ nắng có giảm đi đôi chút và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng là từ 35 cho đến 37 độ. Hội tụ gió Tây Nam còn duy trì nên chiều tối và đêm nay thì có thể kéo dài đến sáng sớm ngày mai. Mưa dông sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực từ Thanh Hóa kéo dài đến Thừa Thiên Huế. Mưa sẽ làm dịu đi nắng nóng trong ngày mai. Từ trưa chiều ngày thứ Bảy cho đến Chủ nhật thì vùng thấp nóng lại có điều kiện lan tỏa toàn chi phối thời tiết toàn khu vực. Các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Phú Yên có thể có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt độ cao nhất là từ 36 cho đến 38 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trong 2 ngày tới thì trời có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ở dưới ngưỡng 34 độ. Còn sang tới ngày 26 thì mưa giảm, ngày nắng nhiều và nền nhiệt độ tăng cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới thì về đêm và sáng mưa giảm dần, nhiệt độ cũng tăng dần và cao nhất ngày mai dao động là từ 31 đến 33 độ, tới ngày 25 thì tăng lên là từ 33 đến 35 độ và sang đến ngày 26 thì xuất hiện nắng nóng ở một vài nơi với mức nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và ngày mai thì mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Mức nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới ngưỡng 36 độ. Còn sang tới ngày 25 và ngày 26 thì nắng nóng xảy ra ở trên diện rộng và nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 cho đến 38 độ. Tới chiều tối thì mưa có khả năng xuất hiện ở một vài nơi. Ở khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới thì mây thay đổi và mưa chỉ xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh. Ngày nắng ở phía Bắc thì có nắng nóng, nhiệt độ tăng dần. Trong 2 ngày tới thì cao nhất là từ 34 đến 36 độ và đến ngày 26 là từ 35 cho đến 37 độ. Ở khu vực Tây Nguyên vào ngày mai phổ biến là ít mưa, ngày nắng và nhiệt độ duy trì trong ngưỡng là từ 31 đến 33 độ. Riêng ở các tỉnh thành ở khu vực phía Nam có khả năng là có mưa rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Hai ngày tiếp theo thì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Là nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ và dao động trong ngưỡng là từ 30 cho đến 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngày mai thì ngày nắng, miền Đông có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Và tới chiều tối xuất hiện mây đối lưu gây ra mưa rào tại khu vực ven biển miền Tây. Sang tới ngày 25 và ngày 26 nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Ở khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới thì ban ngày trời nắng, chiều tối có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ tăng dần và cao nhất ngày mai dao động trong ngưỡng là từ 32 đến 34 độ và đến ngày 26 thì mức nhiệt độ cao nhất đạt là từ 34 cho đến 36 độ. Ở trên biển trong 2 ngày tới thì ở tại khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và gió thì duy trì ở cường độ cấp 4, cấp 5. Tới ngày 26 thì mưa giảm dần. Ở khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa và chiều tối và đêm thì cũng xuất hiện những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có hiện tượng tố lốc và có gió giật mạnh. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKS
TT tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác thì soạn tin DKS TT mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết 12 giờ trưa của kênh VTC14. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.